kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. SB 3.2 quái thú khủng long bậc nhất của GB dòng kiểm âm. Các binh về lên kênh thôi là ngay lập tức em mạnh trên Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Em đặt cả một câu hình này. Và ngày hôm nay thì tháng cận Tết rồi, các binh có mặt tại đây lắp đặt và setup trao trả em cái câu hình khủng long này. Đây là trên tầng 2 nhà em. Đấy. Cara 3600. Vang mic AAB quản lý nguồn. Chờ đầy hoa phượng. Em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Chúng ta cùng nghe qua cái chất âm của chúng SB phượng vĩ 3.2. Em cầm âm thanh nó hay kinh khủng luôn. Tôi 18. Thở chẳng ai anh. Thầm lặng mối tình. Đó. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trong cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến. Em anh làm về salon, về tóc, làm nữ. Bên dưới là không gian em cửa hàng này. Đấy, cắt tóc, gội đầu, các kiểu. Mày anh ơi, chào mọi người gái. Rồi, ok em. Em chia sẻ trước đây em đã dùng một số bộ rồi và em đã thay đổi rồi. Và em xem tìm hiểu rất nhiều kênh. Em tìm đến Khang Minh với những cái tư vấn chuẩn chỉnh, những hàng tuyển chọn. Và SB 3.2 đó là hàng độc rồi. Có những kỷ niệm không bao giờ quên lại. Wow. Đậm nhất tuổi học trò, tôi đã khờ của những hoài niệm cũ. Em đã xin nghe ốc tà áo dài trắng kinh khôn, cánh phượng hồng cứ đỏ mãi ngày hè kỷ niệm xuân. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai anh thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Mạnh ơi, bây giờ là em mới nghe cái chất âm này hôm nay trực tiếp. Đây là chất âm tiếng nhạc, tiếng ca sĩ mà mình test, anh em mình test một chút, em thấy cái chất âm cặp đoàn thế nào? Nói chung là em mua mấy cặp rồi. Nói chung là cặp loa này em thấy là đỉnh nhất. Đáng siêu tầm vô cùng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ set up tiếng bích. Và anh em Khang Minh ngày hôm nay, Khang Minh với lại em Mạnh sẽ nghêu ngao 1-2 bài. Chúng ta cùng nghe cái chất âm tiếng bích trong cái không gian như này của em Mạnh nhá. Cái tiếng có thể nói là cái âm thanh, cái tiếng nhạc, cái tiếng micro, cái tiếng ca sĩ khi mà cặp loa nó cất lên, cảm giác anh em mình sởn gai ốc, nó phê vô cùng luôn.
nắng ngập đường, một vạt tóc nào Khang Minh review và chia sẻ nó có ba đài bông, bông tiêu âm ấy, thì là Khang Minh còn thiếu một cái phần nữa, đó là cái model SB này nó có hai đài tem, tem ở e-căng kìa, đấy, đài tem đỏ là đài đầu, đài tem đen là đài sau, đấy, và ba đài bông thì cái video Khang Minh lên. Con đôi bàn tay khéo léo của người vùng cao, Việt Châu các bếp, đài này đang được nhiều người biết đến và sử dụng như một thứ đặc sản đen này nhất, và đài cuối cùng là đài bông đỏ màu gốc này. Mỗi năm cặp loa của em lên kênh lên sóng thì em thực ra là em cái cặp trước Khang Minh bán về bác khách Thái Bình, bác ý về là bác ý đặt ngay lập tức, em đã tuột cặp đấy rồi, và ngày hôm nay thì khi Khang Minh báo em cặp loa này đã về tới lên kênh lên sóng, em chuyển tiền đặt ngay lập tức luôn, cực kỳ nhanh. Rồi qua video thì anh xin chân thành cảm ơn em đã tin tưởng cái đồ anh cung cấp, và đặc biệt là cặp loa SB 3.2 này cực kỳ đáng sưu tầm và sở hữu đối với tất cả chúng ta yêu âm thanh mỹ. Đấy, anh xin bắt tay em một phát. Rồi, ok em. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 6 7. Mọi người nghe cái tiếng mic khô chưa trộn echo gì vào mà nó đã như này, tiếng nó kinh khủng. 1 2 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10. Ê hê, quá phê luôn. Cơn mưa nhẹ rơi, cơn mưa nhẹ rơi. Hướng xa có biết
Tôi đứng lại nâng ngang.